Trong thời gian gần đây, Trung Quốc tiến hành ngày một nhiều những vụ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Washington, đồng thời khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng đại lục đang trên đà vượt mặt Hoa Kỳ về năng lực tác chiến hạt nhân. Nỗi sợ đó có thực tế hay không? Cán cân quyền lực hạt nhân Mỹ-Trung hiện tại trông ra sao? Và nếu sự cân bằng bị phá vỡ, cuộc đối đầu hạt nhân giữa hai cường quốc này sẽ diễn ra như thế nào? Đừng rời mắt khỏi màn hình vì tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay của Kiến thức quân sự. Trước tiên, rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho Kiến thức quân sự một lượt like cũng như đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực làm ra những video chất lượng. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chính. Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã giàu lên một cách nhanh chóng, đặc biệt là kể từ khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2001. Nhờ vậy, Bắc Kinh đã sở hữu sức mạnh kinh tế đủ để chi trả cho những nỗ lực xây dựng một đội quân hùng mạnh và đặc cấp nhằm cạnh tranh với siêu cường số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Qua đó, năng lực hải quân và không quân của đại lục đã tăng lên đáng kể. Cụ thể thì tính đến thời điểm hiện tại, họ đang nắm trong tay hạm đội tàu chiến đông đảo bậc nhất thế giới, bao gồm 730 chiếc các loại. Về không quân, họ cũng sở hữu phi đoàn có quy mô lớn thứ 3 trên thế giới, với không ít những con hàng chất lượng. Mặc dù hải quân cũng như không quân đã rất mạnh và còn tiếp tục trên đà tăng tiến. Vậy còn năng lực hạt nhân thì sao? Là một trong những cường quốc hạt nhân được công nhận trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thế nhưng năng lực hạt nhân của Trung Quốc luôn ở mức hạn chế so với các siêu cường hạt nhân thực sự lúc bấy giờ là Hoa Kỳ và Liên Xô. Biểu hiện rõ nhất của thực tế này nằm ở việc họ không có nhiều phương pháp để triển khai vũ khí hạt nhân của mình ngoài các bệ phóng cố định và hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đồng thời, số lượng có thể hoạt động là rất hạn chế. Rõ ràng, Bắc Kinh thừa hiểu nếu muốn so kè được với người Mỹ thì bắt buộc phải đầu tư cải thiện năng lực tác chiến hạt nhân. Và trong những năm qua, quá trình thay đổi đã được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Vào năm 2020, Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc có hơn 200 đầu đạn hạt nhân. Và đến tháng 5 năm 2023, Quân Giải phóng Nhân dân đã công bố báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc cho thấy hiện tại họ đang sở hữu khoảng 500 đầu đạn có khả năng hoạt động. Theo dự tính, nếu Bắc Kinh tiếp tục phát triển với tốc độ này, Trung Quốc có thể sẽ có khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Bên cạnh đó, Trung Quốc không chỉ đang tích cực gia tăng số lượng đầu đạn mà mình có, mà còn cả các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ cho chúng. Năm 2021, có thông tin cho rằng đại lục đang xây dựng 200 hầm chứa tên lửa hạt nhân mới ở các tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Tuy nhiên, Bắc Kinh biết rằng các hầm chứa này là mục tiêu cố định, dễ bị tổn thương và vô hiệu hóa. Vì lẽ đó, họ cũng đang tăng cường chế tạo thêm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể triển khai một cách cơ động từ các phương tiện chiến đấu mặt đất, tàu ngầm và máy bay ném bom. Nói cách khác, Trung Quốc đã cố gắng tạo ra bộ ba hạt nhân hiệu quả của riêng mình nhằm nâng cao năng lực hạt nhân cả về mặt phòng thủ lẫn tấn công. Vào năm 2020, Trung Quốc đã hoàn thành bộ ba với việc triển khai thành công máy bay ném bom Xian-H6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, vốn là phiên bản được đại lục sản xuất theo giấy phép của mẫu oanh tạc cơ Tupolev Tu-16 của Nga. Đến năm 2021, họ đã tiến hành 135 vụ thử tên lửa đạn đạo, nhiều hơn mọi quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Thế nhưng, thông tin đáng chú ý lớn nhất về chương trình hạt nhân của Trung Quốc là cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm diễn ra vào mùa hè năm đó. Đặc biệt, trong một cuộc thử nghiệm vào tháng 7 năm 2021, Bắc Kinh đã phóng một quả tên lửa siêu thanh có khả năng bay vòng quanh thế giới trước khi bắn trúng mục tiêu. Cụ thể là nó đã bay được quãng đường tổng cộng 40.000 km, dài nhất so với bất kỳ loại vũ khí tấn công mặt đất nào của Trung Quốc được ghi nhận. Điều này đúng là nghe thì có vẻ ấn tượng, nhưng cần lưu ý rằng, ở thời điểm hiện tại thì tên lửa siêu vượt âm sở hữu vận tốc vượt quá 5 lần tốc độ âm thanh. Dù hiện đại nhưng không còn là thứ gì quá mới mẻ nữa. Đồng thời, các mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa truyền thống từ lâu đã bỏ xa ngưỡng tốc độ này. Do đó, Trung Quốc cần tích hợp cho tên lửa của mình một loại công nghệ nào đó thực sự phi thường. Và họ đã làm được bằng cách kết hợp hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn FOBS với thiết bị bay siêu vượt âm HGV.
Theo đó, FOBS hoạt động bằng cách bay vào quỹ đạo thấp của trái đất ở độ cao khoảng 240 km. Nhờ vậy, tên lửa có thể được phóng đi dưới tầm quét của hệ thống radar được thiết kế để phát hiện phần vòng cung quỹ đạo của tên lửa đạn đạo truyền thống. Sau đó, trước khi hoàn thành một quỹ đạo đầy đủ, FOBS sẽ quay lại và thực hiện kích hoạt động cơ nghịch hành, làm chậm tốc độ của nó để tiếp cận mục tiêu được chỉ định. Kết quả đem lại là quả tên lửa có thể tấn công bất ngờ từ một hướng không hề được đối thủ chống đợi trước. Ví dụ, một tên lửa được phóng lên quỹ đạo thấp về phía Nam Cực có thể sẽ đột ngột đổi hướng và bắn chúng vào Alaska. Trong quá khứ, Liên Xô đã thử nghiệm các hệ thống này vào những năm 1970, nhưng quá trình phát triển hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn đã bị bỏ dở sau khi hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược SA-2 cấm chúng và các tàu ngầm của Liên Xô ngày càng có khả năng phóng tên lửa đạn đạo tốt hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tiếp tục những gì Liên Xô bỏ dở và coi đây là điều cần thiết nhằm đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ đã được đầu tư nhiều hơn kể từ khi nước này rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2002. Bên cạnh hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn, thì thành phần thứ hai của tên lửa đạn đạo mới được Trung Quốc thử nghiệm là thiết bị lướt siêu vật âm HGV. So với tên lửa đạn đạo truyền thống có tốc độ bay nhanh nhưng có thể dự đoán trước được, HGV khác biệt ở cách nó di chuyển, giúp cho FOBS vốn đã đầy tính bất ngờ nay còn trở nên khó đoán hơn. Cụ thể, nó có thể liên tục thay đổi quỹ đạo ra vào bầu khí quyển trong khi vẫn duy trì vận tốc siêu vật âm. Nhờ vậy khiến cho các hệ thống phòng thủ tên lửa khó có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, Trung Quốc lại khẳng định vũ thử của họ là máy bay không gian, chứ không phải là hệ thống vũ khí. Đây được đánh giá là một động thái thông minh khi cố ý chồng chéo hai chương trình với nhau, làm cho tình báo và giới chức phương Tây gặp khó trong việc đoán định ý đồ thực sự của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, mặc dù tên lửa siêu vật âm của Trung Quốc đã đánh trượt mục tiêu ở khoảng 32 km, thế nhưng điều này không khó để chấp nhận nếu như nó mang theo đầu đạn hạt nhân chiến lược. Quan trọng hơn, cuộc thử nghiệm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thất bại của hoạt động tình báo khi Nhà Trắng nhận ra rằng sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu vật âm đã tiến bộ hơn họ nghĩ rất nhiều. Trong trường hợp vì một lý do nào đó đẩy Trung Quốc và Hoa Kỳ đi đến quyết định mở kho vũ khí hạt nhân, hòng dạy cho đối phương biết ai mới là kẻ mạnh ở đây, Bắc Kinh sẽ muốn phóng tên lửa của mình đi theo quỹ đạo về phía Nam Cực, sau đó quay trở lại tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ. Lý do là bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vốn tập trung vào quỹ đạo bay của Bắc Cực, vốn tuyến đường mà tên lửa đạn đạo của Liên Xô dự tính là sẽ đi qua trong chiến tranh lạnh. Vì vậy, nếu bay theo quỹ đạo hướng tới Nam Cực, các tên lửa Trung Quốc sẽ khiến Hoa Kỳ trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương. Có thể thấy rằng, phương hướng mà Trung Quốc đang theo đuổi trong chương trình vũ khí hạt nhân của họ là nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho một trò chơi nguy hiểm mà nước này đã bị tụt hậu từ lâu. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới với 5.244 đầu đạn và có thể triển khai chúng ở 5 quốc gia bên ngoài lãnh thổ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bỉ, Đức và Hà Lan. Điều này là để giảm nguy cơ khả năng trả đũa hạt nhân của họ sẽ bị xóa sổ trong cuộc tấn công đầu tiên của kẻ thù, đồng thời mang lại cơ hội lớn hơn để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân đến bất kỳ nơi nào trên thế giới mà họ muốn. Dù vậy, không có nước nào trong số những cái tên vừa được kể ở gần Trung Quốc, mà thay vào đó, nếu căng thẳng hạt nhân với Bắc Kinh leo thang, Washington sẽ cân nhắc tái triển khai những tên lửa mà họ từng đặt ở Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng sau đó đã bị dỡ bỏ. Đây cũng là một ý tưởng đã được cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo nêu lên và cho rằng có thể cần thiết khi xét đến tình hình trong khu vực. Ngoài ra, trong trường hợp chiến tranh hạt nhân bùng nổ, Hoa Kỳ cũng cần phải tính đến chuyện công nghệ siêu vật âm của họ hiện đang đi sau Nga và Trung Quốc. Cùng với đó, trong suốt một thập kỷ vừa qua, đã có không ít những lời cảnh báo về tình trạng của bộ ba hạt nhân mà Mỹ đang sở hữu, khi hầu hết các loại vũ khí và hệ thống hỗ trợ đều đã có tuổi đời hàng chục năm. Ví dụ, phần trên bộ trong bộ ba hạt nhân của Hoa Kỳ bao gồm khoảng 400 tên lửa LGM-30G Minuteman 3, bắt đầu được phát triển vào năm 1964 và đi vào hoạt động vào năm 1970. Nó hiện là tên lửa hành trình xuyên lục địa phóng từ đất liền duy nhất của quân đội Hoa Kỳ và được lên kế hoạch sử dụng đến tận những năm 2030. Thậm chí một số hệ thống tên lửa còn cũ đến mức cho đến năm 2019, chúng vẫn sử dụng đĩa mềm từ những năm 1970
như một phần của hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Đồng thời, các bộ phận khác của hệ thống công nghệ thông tin cũng có tuổi thọ cao tương tự. Dù rằng sở hữu công nghệ lỗi thời đồng nghĩa với việc chúng sẽ không bị dễ dàng tấn công bởi tác chiến điện tử hay tác chiến mạng. Thế nhưng ngược lại, việc bảo trì hệ thống này sẽ rất tốn kém vì các kỹ sư hiện đại không quen thuộc với nó và buộc quân đội ngày càng cần phải dựa vào các chuyên gia dân sự, đòi hỏi chi phí cao. Trong khi đó, tuy có lợi thế đáng kể so với Trung Quốc về số lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, nhưng cũng giống như tên lửa hành trình xuyên lục địa phóng từ mặt đất, những chiếc tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã cũ khi chiếc đầu tiên được hạ thủy là từ đầu những năm 1980. Bên cạnh đó thì quân đội Mỹ cũng chỉ có 20 máy bay ném bom đang hoạt động có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Trong quá khứ, B-1 Lancer và B-52 Stratofortress cũng từng sở hữu tính năng này, nhưng chúng đã bị chuyển đổi thành máy bay ném bom thông thường vào những năm 1990. Dù những thay đổi này có thể được điều chỉnh lại, nhưng thực tế là chúng cũng đã quá cũ rồi. B-1 Lancer thì phục vụ trong biên chế được 37 năm, còn con số ấy của B-52 là 68. Vào những năm gần đây, chính người Mỹ cũng phải thừa nhận rằng năng lực tác chiến hạt nhân của mình đã suy yếu kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Do vậy, ở dưới thời chính quyền Tổng thống Obama và Trump, một kế hoạch hiện đại hóa bộ ba hạt nhân đã được vạch ra. Theo đó, Washington sẽ chi tổng cộng 1,2 nghìn tỷ đô la từ năm 2017 đến năm 2046, bao gồm 772 tỷ đô la để hiện đại hóa các hệ thống triển khai hạt nhân chiến lược, 25 tỷ đô cho các hệ thống triển khai hạt nhân chiến thuật và 445 tỷ đô cho các cơ sở cần thiết cho hoạt động của bộ ba hạt nhân mới. Một trong những vũ khí chính trong kho đồ chơi hạt nhân mới này sẽ là phiên bản kế nhiệm của tên lửa Minuteman 3 mang tên LGM-35 Sentinel, được Không quân Hoa Kỳ dự kiến đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2030, đồng thời đi kèm với các hầm chứa cũng như hệ thống chỉ huy và kiểm soát mới. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng đang nghiên cứu phương án thay thế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio là các tàu ngầm lớp Columbia. Trong mắt Hải quân Hoa Kỳ, chương trình tàu ngầm lớp Columbia được xem là ưu tiên số 1, qua đó cho thấy tầm quan trọng của hạm đội tàu ngầm Mỹ trong việc ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Những chiếc đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào năm 2031 với 12 tàu mới được lên kế hoạch chế tạo. Mỗi tàu có thể mang tới 16 tên lửa UGM-133 Trident 2, mỗi quả trang bị 12 khoang đầu đạn hồi quyển MK4. Dành cho những ai chưa biết, khoang đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập là một loại thiết bị được lắp đặt trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cho phép một quả tên lửa có thể mang theo nhiều đầu đạn. Mỗi đầu đạn lại có khả năng được lập trình để tấn công các mục tiêu riêng lẻ. Trong đó thì mẫu MK4 của Mỹ có thể chứa tối đa 14 đầu đạn loại có đương lượng nổ 90 kiloton. Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã dần loại bỏ thiết bị này trên các tên lửa đạn đạo hạt nhân nhằm tuân thủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START với Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn như một cuộc xung đột hạt nhân với Trung Quốc, thì chẳng có lý do gì mà người Mỹ không tái trang bị chúng cho tên lửa của họ, nhất là khi Trung Quốc không phải là thành viên của New START. Cùng với đó, những chiếc oanh tạc cơ B-21 Rider cũng có khả năng mang vũ khí hạt nhân như bom B-61 và B-83 cũng đang dần hoàn tất quá trình thử nghiệm, và theo dự kiến, nó sẽ được đưa vào biên chế từ năm 2027 và thay thế cả B-1 Lancer lẫn B-2 Spirit. Theo kế hoạch, Không quân Hoa Kỳ sẽ mua tới 145 chiếc B-21 tùy thuộc vào phát triển kỹ thuật và sản xuất máy bay. Không chỉ có vậy, Hoa Kỳ cũng đang cố gắng hết sức để bắt kịp cuộc chạy đua phát triển tên lửa siêu thanh với Nga chung và có thể đã thu hẹp khoảng cách. Vào hồi tháng 10 năm 2022, họ đã tiến hành thử nghiệm một số bộ phận của tên lửa Silver Dome, bao gồm thiết bị liên lạc, định vị cùng một thiết bị bay có thể chịu được ma sát với không khí khi di chuyển với vận tốc trên Mach 5. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi 4,7 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu vũ khí siêu thanh trong năm tài chính 2023, tăng từ mức 3,8 tỷ đô la trong năm tài chính 2022. Xét trong bối cảnh năng lực tác chiến hạt nhân của Hoa Kỳ đã không còn mạnh mẽ như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, việc bổ sung những món đồ chơi nguyên tử mới này là vô cùng cần thiết để xứ sở cửa hoa giữ vững vị trí siêu cường số một thế giới. Dựa vào những thông tin vừa được trình bày, không khó để nhận ra rằng cán cân hạt nhân giữa hai cường quốc Mỹ và Trung dù bấp bênh nhưng vẫn đang miễn cưỡng giữ thế cân bằng một cách tương đối. Vậy thì trong trường hợp nào thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ và cuộc chiến kết thúc mọi cuộc chiến sẽ bùng nổ? Về mặt chính sách, Trung Quốc sẽ không trở thành quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong xung đột vũ trang, ngay cả khi lực lượng hạt nhân của nước này bị lực lượng thông thường của đối phương tấn công. Chỉ trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân một cách chính thức thì Trung Quốc mới sử dụng vũ khí hạt nhân của chính mình để trả đũa.
Chính sách này được Bắc Kinh đưa ra và áp dụng từ vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1964 khi tuyên bố sẽ không bao giờ, bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong trò chơi chính trị, tin tưởng hoàn toàn lời nói ngoài miệng của kẻ khác là một việc hết sức ngu ngốc. Và rõ ràng những nhà lãnh đạo ở Nhà Trắng đủ thông minh để không làm vậy. Đặc biệt là khi tài liệu khoa học về hoạt động pháo binh thứ hai của Trung Quốc có đề cập đến những gì lực lượng hạt nhân của họ nên làm nếu các mục tiêu chiến lược bị tấn công mạnh mẽ, liên tục bởi một cường quốc quân sự sở hữu tên lửa hạt nhân và lợi thế tuyệt đối về vũ khí thông thường công nghệ cao. Tình cờ thay, Hoa Kỳ lại sở hữu đủ cả hai yếu tố này. Bên cạnh đó, tài liệu cũng gợi ý rằng, trong kịch bản này, Trung Quốc có thể phải đặt vũ khí hạt nhân của mình ở tình trạng báo động. Đây là một điểm khác biệt lớn so với Hoa Kỳ, vì không giống như đối thủ bên kia đại dương, chính sách của Trung Quốc sẽ là không đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động nếu không có sự kiện khẩn cấp. Cùng với đó, các đầu đạn hạt nhân của đại lục hiện không được trang bị cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân của họ cũng không tuần tra liên tục trên biển giống như Hoa Kỳ. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước một cách nghiêm túc. Bằng cách đặt các lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng báo động, Trung Quốc hy vọng sẽ ngăn cản Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo và không sử dụng vũ khí hạt nhân của mình trong một cuộc tấn công phủ đầu tiềm năng. Đây là một ý tưởng đặc biệt trở nên cám dỗ đối với Nhà Trắng khi căng thẳng quân sự leo thang. Nhất là khi đối thủ chỉ có 410 đầu đạn hạt nhân, một con số chỉ như muối bỏ bể so với 5.244 đầu đạn của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì việc lực lượng hạt nhân của Trung Quốc có thể được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai để buộc Hoa Kỳ chấm dứt một cuộc tấn công thông thường cũng khiến cho Washington không hề dễ chịu vì ngai vàng tuyệt đối của họ đang bị thách thức. Trên thực tế, hành động đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn một cuộc giao tranh thông thường leo thang hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù không nhất thiết là phải diễn ra bởi một sự kiện cực kỳ căng thẳng như là Trung Quốc phát động tấn công Đài Loan, thế nhưng một cuộc chạm trán nhỏ lẻ ở Biển Đông trong chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ có thể sẽ là nguyên nhân gây ra một cuộc xung đột rộng lớn do những nước đi sai lầm của cả hai bên. Trong gần 10 năm qua, kể từ thời điểm mà Hoa Kỳ phát động chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông, tần suất va chạm giữa hai quân đội ngày một gia tăng khi Trung Quốc càng lúc càng hung hăng hơn trong việc khẳng định các yêu sách lãnh thổ của mình trong khu vực, vốn không được Hoa Kỳ công nhận. Giả sử trong tương lai, Trung Quốc tiến hành phong tỏa các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đông tới Đài Loan, hoặc một đồng minh hay đối tác khác của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Washington và Bắc Kinh không tìm được tiếng nói chung. Còn chiến dịch tự do hàng hải dẫn đến một cuộc đọ súng kéo dài giữa các tàu của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nếu xung đột thông thường leo thang đủ mức, hoặc nếu các nhà lãnh đạo Trung Hoa cho rằng mình đang bị đe dọa quá mức có thể chịu đựng, thì sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân có thể gây ra căng thẳng hơn nữa và khiến một trong hai bên tin rằng bên kia đang sử dụng hạt nhân. Kết cục sẽ là không gì khác ngoài sự hủy diệt với toàn nhân loại. Nếu như vũ khí hạt nhân của Trung Quốc bị trói buộc bởi chính sách không sử dụng trước, thì trái lại, đối thủ của họ không có chính sách nào như vậy, mà thay vào đó, quyền sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ có thể đến từ Tổng thống. Tuy rằng có một số ý kiến cho là điều này nên được thay đổi và cần áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Tổng thống. Nhưng ở hiện tại, Tổng thống có thể cho phép một cuộc tấn công hạt nhân bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Giới hạn duy nhất đối với thẩm quyền này là đạo luật xung đột vũ trang, trong đó quy định nếu cuộc tấn công gây ra khủng hoảng nhân đạo quá mức cần thiết, hoặc nếu mục tiêu của cuộc tấn công không phải là mục tiêu quân sự, thì mệnh lệnh có thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp này, rất có thể mệnh lệnh từ Nhà Trắng sẽ chỉ được thay đổi, chứ không bị dừng lại. Vì vậy, nếu Tổng thống tin rằng Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách và sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn một cuộc xung đột thông thường giữa nước này và Hoa Kỳ, thì điều mà chúng ta được thấy rất có thể là hình ảnh của những tên lửa đạn đạo của Mỹ bay trên bầu trời. Một khi ngòi nổ đã được kích hoạt, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chiến tranh hạt nhân có thể diễn ra như thế nào? Ngay cả với bộ ba nguyên tử già cỗi của mình, cán cân quyền lực hạt nhân hiện tại vẫn có lợi cho Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới mặt biển. Mỹ hiện có 14 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, mỗi chiếc có thể mang tới 20 tên lửa đạn đạo hoặc hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân. Một số trong đó đã được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và nếu một cuộc đối đầu hạt nhân nổ ra với Trung Quốc, chúng sẽ mang lại cho Hoa Kỳ lợi thế vô cùng to lớn. Trong khi đó, Trung Quốc lại thua xa Mỹ về khoản tác chiến dưới mặt nước. Đó là còn chưa nói đến việc phát hiện các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ là một nhiệm vụ quá sức đối với Hải quân Trung Quốc. Do vậy, trong một cuộc đối đầu hạt nhân, các tàu ngầm lớp Ohio sẽ có thể tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương, chẳng hạn như là căn cứ Hải quân Ngọc Lâm trên đảo Hải Nam,
nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 094. Bên cạnh đó, trái ngược với số lượng 14 chiếc của lớp Ohio của người Mỹ, đại lục lại chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc Type 094, và Mỹ có khả năng loại bỏ một vài chiếc, nhưng không phải tất cả chỉ trong một cuộc tấn công. Đó là còn chưa kể đến việc tên lửa đạn đạo trang bị trên Type 094 chỉ có tầm bắn từ 7.200 đến 9.000 km, hoàn toàn không đủ để tấn công lãnh thổ chính của Hoa Kỳ nếu phóng từ bờ biển gần Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng sẽ đủ sức đe dọa tất cả các đồng minh và căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, bao gồm cả Alaska và Hawaii. Nếu muốn tấn công vào lãnh thổ chính của Hoa Kỳ, tàu ngầm Trung Quốc buộc phải di chuyển đến gần lục địa Bắc Mỹ và tự đưa mình vào vị trí dễ bị phát hiện. Để khắc phục nhược điểm này, Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới, kế nhiệm lớp Type 094, lớp Type 096, chạy êm hơn và sẽ được trang bị tên lửa mới có tầm bắn hơn 9.000 km. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Type 096 dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2030, góp phần nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng tấn công hạt nhân của Trung Quốc. Ngoài ra, các hầm chứa tên lửa hạt nhân và các căn cứ có khả năng chứa các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động của Trung Quốc cũng sẽ là mục tiêu tiềm năng của các tàu ngầm Mỹ. Một số bệ phóng di động này có thể được trang bị tên lửa đạn đạo, được trang bị thiết bị lướt siêu vật âm và đầu đạn hạt nhân. Ví dụ như là tên lửa tầm trung DF-17 có tầm bắn 1.800 đến 2.500 km. Nó bắt đầu được sử dụng vào năm 2019 và mặc dù không thể tiếp cận lục địa Mỹ, thế nhưng mối đe dọa đối với các căn cứ và hạm đội của Hoa Kỳ trong khu vực là vô cùng nghiêm trọng và không thể bị xem thường. Cùng với đó, bởi năng lực hiện tại không cho phép loại bỏ toàn bộ các tàu ngầm Ohio khỏi vòng chiến, nên lựa chọn khả dĩ hơn của Trung Quốc là sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để tấn công các căn cứ hạt nhân, hải quân và hầm chứa ngay trên chính đất Mỹ. Một vài quả trong số đó sẽ bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ phá hủy, và những quả vượt qua đường lưới lửa sẽ gây ra thiệt hại nặng nề, nhất là nếu chúng được trang bị các công nghệ siêu thanh đang được đại lục phát triển như đã nói ở đầu video. Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã có chính sách lâu đời là nhắm vào mục tiêu là các thành phố của đối thủ trong cuộc phản công hạt nhân. Vì vậy, ngay cả khi Hoa Kỳ tìm cách tránh các khu vực dân sự, thì Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không làm vậy. Thật khó để nói chính xác một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra như thế nào, ngoại trừ việc đây sẽ là cuộc đối đầu thảm khốc nhất từng được ghi nhận. Ngoài ra, một điều rõ ràng mà hầu hết đều nhận thấy là thế trận hạt nhân của Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ một biện pháp răn đe tối thiểu sang một biện pháp mang tính chủ động tấn công hơn nhiều. Trước đây, ưu thế hạt nhân của Hoa Kỳ khiến cho Trung Quốc khó lòng trực tiếp thách thức trật tự thế giới do sứ cờ hòa thiết lập và lãnh đạo. Tuy nhiên, việc mở rộng năng lực hạt nhân đang cho phép quân đội đại lục mạnh dạn và hung hăng hơn trong việc theo đuổi tham vọng bành trướng bá quyền của mình, buộc Washington phải chi hàng nghìn tỷ đô la để củng cố ngai vàng trên đỉnh thế giới. Nói tình hình hiện tại giống như cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thời chiến tranh lạnh có thể là hơi quá đáng, nhưng có một điều chắc chắn, chúng ta đang tiến gần hơn đến kiểu đối đầu đó vào bất kỳ lúc nào kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Và đó là những phân tích và ý kiến của Kiến thức quân sự về tình hình sức mạnh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vậy còn quý vị và các bạn nghĩ thế nào về việc xây dựng lực lượng hạt nhân của đại lục? Đồng thời, nó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực với Mỹ ra sao? Và cuộc đối đầu hạt nhân giữa hai cường quốc sẽ diễn ra như thế nào? Hãy đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận và cùng thảo luận thoải mái với mọi người. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Việt Hương xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Chúc mọi người và gia đình có một ngày tốt lành.